Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay giới thiệu tiếp tục với các bác những mẫu vang Bezi, phải nói là trong những cái dòng vang rất là hot, về liên tục và hàng đi liên tục các bác nhé. Đó, và hiện nay thì chúng em đã có hai phiên bản đó nhé. Phiên bản thứ nhất là màu bạc và phiên bản thứ hai là màu đen. Đấy. Trước đây thì em về những cái dòng màu bạc nhiều hơn, thì cũng có một số anh em thích màu đen để khi mà ghép với đẩy này nó đồng màu. Đó, nên cũng có những cái con đẩy nó màu bạc thì anh em cũng chọn màu bạc để cho nó đồng màu với đẩy, nhìn cái bộ dàn nó đồng màu thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Đó, thì đây thì em đang có hai phiên bản để các bác lựa chọn này, và giá thành thì như nhau, chất lượng như nhau, linh kiện như nhau, không có gì khác cả. Đó, nó chỉ là khác về màu sơn thôi. Đó, và lý do tại sao mà cái dòng vang này nó lại bán chạy đó thì phải nói yếu tố đầu tiên đó chính là về cái chất âm. Chất âm của dòng vang BZ V800 này nó quá hay, phải nói nó quá hay trong cái tầm giá các bác ạ. Và đây cũng là cái lựa chọn hàng đầu trong cái phân khúc mà lại trên 2 triệu một chút, thì đây là cái dòng vang phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, nó có echo, nó có reverb giúp cho người hát nó cực kỳ là dễ hát, rất dễ hát ở trên cái vang này. Và yếu tố thứ hai nữa là nó trang bị một màn hình rất là to thôi nhé, màn hình khá là to này, và cái trong cái màn hình này nó có cái chữ, em sẽ quay gần lại cho anh em nhìn, chữ nó rất là to. Đấy, khi mà các bác ở xa hay là các bác mà có tuổi mắt không không còn được nhìn nó không được rõ nữa, thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình to này thì chúng ta nhìn nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đó, và yếu tố cuối cùng đó là về chống hú. Đấy, các bác thấy chống hú thì con vang này nó quá là tuyệt vời. Đấy, chống hú rất là tuyệt vời nhé. Đó, thì nên là để mà lựa chọn thì con vang này thì đó là cái lý do mà để các bác là ưu tiên lựa chọn những cái dòng vang BZ. Đó, chất âm rất 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 hay. Đó, và ở phía sau đây em sẽ quay phía sau con vang này, em sẽ quay cho anh em xem phía sau nhé. Đó, phía sau của nó thì khi mà các bác nhìn vào này, đấy. Khi các bác nhìn vào phía sau thì cái đường ao ra của nó không khác gì một con vang số cả. Đấy, nó có tới 6 đường ra, tức là con vang này nó có thể cho được cái chất âm ra là 5.1. Đấy, 5.1 là anh em xem phim thì quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, thế là đây là cái dòng vang mà giúp các bác có thể giải trí đa phương tiện. Đấy, xem phim, nghe nhạc, hát karaoke hoặc là anh em xem thể thao, bóng đá rất là hay. Đấy, thế nhưng mà để mà chúng ta xử lý được âm thanh 5.1 thì chúng ta sẽ phải tốn khá là nhiều tiền, đúng không ạ? Ví dụ như là mỗi một kênh này chúng ta sẽ phải là một chiếc loa. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ có hai loa main out này, hai loa surround này, một loa center và một loa siêu trầm. Đó, tức là chúng ta sẽ phải có hệ thống âm thanh như thế này. Đấy, và khi mà chúng ta đã có hệ thống âm thanh nhiều loa như thế này thì chúng ta lại phải có đẩy nhé. Và mỗi một cái đường này thì chúng ta sẽ phải là một kênh của đẩy. Đó, tức là chúng ta sẽ phải là ít nhất là sẽ phải một con 4 kênh và một con 2 kênh. Đấy, đấy là ít nhất. Đó thì nó mới thể hiện được từng kênh riêng biệt được các bác nhé. Thì đó là cái mà chúng em đang giới thiệu với các bác. Đó. Và về tính năng thì con này nó cũng là đầy đủ, nó không thiếu cái gì cả. Đấy, nó có cổng quang này. Đấy, có cổng quang này. Có Bluetooth này. Đấy, có đường hoa sen này. Có đường USB này. Đó, nó đầy đủ hết, và đặc biệt là con này nó sẽ trang bị thêm chúng ta là một cái đường livestream nữa. Anh em có thể livestream trực tiếp trên dàn âm thanh. Đó, nó mang lại cho các bác rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Còn về chất âm thì không thể chê được. Và đây em sẽ test cái tiếng mic cho anh em cùng 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 nghe qua nhé. Test cái tiếng mic, bật mic lên và tiếng echo của nó nhé. Này, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, tiếng của nó rất là hay, echo rất là quậy. Đó, và nó có trang bị thêm reverb đây, em có thể chỉnh trong reverb. Đấy, con này tiếng nó phải nói là quá tuyệt vời. 1 2 3 4 5 6 7
các bác thấy không? Đấy, chống hú thì không phải suy nghĩ đâu về cái dòng vang này. Đấy, chất âm rất tuyệt vời, mà giá thành thì phải nói là trong cái tầm giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, nó chỉ có hơn 2 triệu một chút thôi. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm những cái dòng vang BG V800 Plus có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ và được sở hữu những cái dòng vang này. Và xin chào các bác.